Có một cái câu mình rất là thích thôi, tức là muốn đi lên trên mặt trăng thì việc đầu tiên phải bước chân ra khỏi nhà đã. Đấy, đấy thì mình rất là thích cái câu đấy. Tôi sinh ra ở Hạ Long và cũng sinh sống luôn ở trên đất Hạ Long, và công việc của tôi cũng liên quan đến vịnh Hạ Long. Kể sâu xa về ngày xưa thì ông bà nội ngoại dân đi biển, dân đi đánh cá, nhưng mà tôi sẽ chọn là cái ngành nghề du lịch để tôi làm, và tôi cũng rất là yêu nghề. Một nụ cười là bằng 10 thang bước bổ. Thế là rất chào đón các bạn, mời các bạn đến đây với chúng tôi. Chào mừng tới Việt Nam. Chào mừng tới Việt Nam. Xin chào Việt Nam.